Chính Long xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay trại bò có gì, cái lô này là 246 con. 6 con là mình quay cái này hai lô nha. 6 con lớn, 6 con nhỏ để mình quay 6 con lớn cho cô chú anh chị xem, là lô này 12 con. 6 con lớn này làm 21.500 nha. 3B và móc kem 21.500. 3 2 3 con. 4 con. 5 con. 6 con. 6 con này. 21.500 nha. Còn 2 4 6 con bên đây là nằm 17 triệu. Một con 3B nè, một con kem. Một con kem, một con kem luôn. Rồi tới một con 3B. Con này 6 con. Con này 12 con mà 6 con lớn, 6 con nhỏ. Để mình quay 6 con lớn trước đi nha. Quay 6 con lớn trước cho cô chú chị xem. Nha. 6 con lớn này 21.500 nha. Có 3B, có kem. Đây, chân gẳng luôn, mình quay hết nguyên con bò luôn. 21.500 một con nha. Đây con thứ hai. Đây con thứ ba. Chân cẳng là ngon lành hết nha, mình 300%. Nhìn hình của bò đó. Đầu mặt ngõ rồi đây. Đây. Con này. Xương sóc lớn đoạn dài nha, bò này pháp kem nha. Có con ba bê. Cái này cứng bò nghe nó sỏ dàm mà tại mình cắt mình cột mỏ lên xe sợ nó bị sức gì mũi á. Bò này cứng cho bò lắm mà sỏ dàm rồi, tầm 8-9 tháng rồi. 21.500. Còn cái này là 6 con lớn nha. Đây cái này 6 con nhỏ này 17 triệu nè, cào bằng luôn 17 triệu. Đây cũng một con AB. AB này xương to. Đây tới con kem. Bò này nằm 7 tháng tuổi nha. Đây, được 2 3B, 4 con kem. 17 triệu con. Hai lô qua mình giao hết luôn nha cô chú anh chị. Đây là bò mới về nha. Cái này là 6 con là 17 triệu. Cũng làm một con nào quay lại một bận nữa nè. 17 triệu nha. Con bò này nó bóng như sao mỡ. Lứt cái đuôi. Rồi 6 con này là 17 triệu. Cô chú chị nào cần thì là tại bò giống như Nguyễn Mang Thích Chí Long 17 triệu một con, em muốn bắt con nào cũng được. Lô này 6 con đồng giá là 17 triệu. Còn 6 con bên đây là đồng giá 21.500 một con, muốn bắt con nào cũng được. Mấy con này xương lớn đòn dài, chỗ tốc độ luôn. Rồi cô chú chị nào thấy thích thì liên lạc với trại bò giống như Nguyễn Mang Thích Chí Long nha. Chúc cho bà con mình chăn nuôi thành đoàn trong nha. Cảm ơn đã ủng hộ trại bò trong suốt thời gian qua. Bốn con vô tổng rồi, suốt cho bốn con.